Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hiện tại mình đang ở cái ngôi làng mà có một bác gia làng bán cho mình quyển sách bảo vệ cấp độ 4. Giờ thì mình đang tìm tung tích của bác đó nữa. Không biết trốn đi đâu rồi trời. Nè, cái nhà của bác ấy nè. Hello. Đây rồi, bác chạy đi đâu? Mình sẽ mua, mình có đem theo 6 quyển sách á, tương đương với 6 lần mua á. Không biết mình có đủ 6 lần mua hay không thì chưa rõ, tại vì Ngọc Lục Bảo nó hơi mắc, 45 viên cho một lần mua. Rồi luôn, mình mua được có 4 quyển à. Bán gì mà mắc quá không biết nữa. Thôi, mua được 4 quyển cũng được. Ê, bác ấy hình như còn đổi giấy nữa. Đúng. Mình sẽ kiểu như là làm một ít giấy, mình kiếm thêm Ngọc Lục Bảo coi. Đúng rồi á, có mang theo giấy mà, mía mà, làm giấy luôn. Rồi chắc cũng được mớ Ngọc Lục Bảo đây. Trời ơi, mua được 4 quyển giảm được có 1 Ngọc Lục Bảo. Làm gì là mất khách rồi. Giảm giá kiểu này là mất khách hết. Mua được thêm viên nữa nè, xong. Ok, cũng gỡ lại được chút Ngọc Lục Bảo ha. Rồi, giờ thì đổi tiếp sách gì. Chân lạnh luôn. Trời ơi, cái bác này được vậy. Chắc mình sẽ ghé lại để ủng hộ bác này dài dài quá. Tại vì bán đồ khá là ok ha. Hợp lý thiệt sự. Rồi, mua sách cũng đã xong rồi. Giờ thì về nhà và ghép những cái quyển sách này vào cái nón, áo, ủa cái quần cũng như là cái ủng của mình ha. Đầu tiên thì mình sẽ ghép vô cái áo luôn đi. Tại vì mặc dù cái áo mình rất là ít khi mặc á, nhưng mà lỡ mua rồi nên về ghép luôn á. Áo netherite nè. Lần lượt các món như là ủng. Ui, lên bảo vệ 4 hết rồi. Đã ghê á, bảo vệ 4 thì cái khả năng phòng ngự của nó rất là tuyệt vời ha. Sao mặc hết vô. Như vậy là vui một set đồ có những cái dòng cụm hóa xịn sò rồi. Còn cái cúp mềm mại này thì mình có thể làm thêm một cây cúp khác để mình ghép vô chung luôn, xài cho nó tốt. Mình đang còn nhiều kinh nghiệm nè. Đi, mình sẽ đi ghép một cây cúp mềm mại khác á, để mai mốt mình có cây cúp mình làm việc nó tốt hơn á. Cúp mềm mại mình đập được cả thủy tinh luôn nên rất là tiện lợi. Rồi, giờ thì công hóa thôi, hy vọng là hiệu suất nha. Trời ơi, nó ra mềm mại luôn. Đau thế. Con tim tôi đau quá men. Rồi luôn, mềm mại hiệu suất luôn. Su cà na vậy. Cái cúp này thì chắc mình sẽ tách ra đi để mình kiếm vòng trầm mỏng ha. Hiệu suất nữa nè, rồi lên hiệu suất 5 luôn. Rồi tuyệt vời, vừa hiệu suất vừa trầm mỏng luôn chứ. Mình có thể ghép hai cái cúp này lại với nhau để được một cây cúp hiệu suất 5 mềm mại và cả chậm ổng ha. Cái này là cúp VIP Pro đúng không? Còn cái này là cúp Pro Max. Cúp Pro Max với cúp VIP Pro ha. Rồi xong pin. Vậy là có thêm một cái dụng cụ có cái mềm mại rồi. Hình như sửa chữa thì mình vẫn còn hay sao á. Nhưng mà mình để tiếp bên chỗ cường hóa lận. Ủa gì, chỗ mấy bác dân làng lận. Nên mình sẽ ghé qua mình coi coi. Còn thì mình ghép vô luôn. Chính xác. Còn sửa chữa luôn ha. Ghép vô cây cúp Pro Max của mình. Xong. Giờ thật sự nó là cúp Pro Max rồi đó. Nó mắc dòng rồi. Ổn rài á, thì mình chưa có một cái chỗ nào để mình có thể kiểu như là, gọi là cái kho để mình cất đồ cho nó gọn gàng được hết. Và bên đây thì một cái vùng đất đã được mình làm phẳng nè. Cái khu vực này thì mình dự định là sẽ xây một cái biệt thự khá là to ha. Vừa để là nơi ở nè. Và thứ hai, biệt thự thì nó sẽ rất là rộng đúng không, nên mình sẽ đặt được rất là nhiều gương. Dự định là sẽ vừa làm biệt thự và vừa làm cái kho luôn ha, ở ngay vị trí này nè. Và lần trước thì mình có làm một cái chỗ kiểu như là farm bí ngô siêu to khổng lồ á. Thành thử ra bây giờ dư rất là nhiều bí ngô luôn, nên hay là chúng ta sẽ làm một cái biệt thự bằng bí ngô. Một ý tưởng khá là đặc biệt á. Biệt thự mình làm bằng toàn là bí ngô thôi. Nghe cũng có vẻ khá là hay chứ. Tại vì bí ngô
thường thường chúng ta chỉ sử dụng làm bánh các thứ thôi đúng không? Lâu lâu thì đổi với dân làng chứ ít khi ai mà dùng làm vật liệu xây dựng lắm. Nên hôm nay mình sẽ chơi lớn luôn, dùng bí ngô làm vật liệu xây dựng cho nó chiến á. Rồi, xách bí ngô theo. Yên tâm, bí ngô thì mình còn nhiều lắm nên không sợ thiếu đâu. Ồ, 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 giờ nó đầy luôn cả kho đồ mình luôn rồi nè. Vứt bớt vô trong. Rồi, giờ thì qua bên đó và bắt tay vào công cuộc xây dựng thôi. Ngoài bí ra thì mình cần phải chuẩn bị thêm một số vật liệu khác như là bê tông nè, rồi thủy tinh để làm cửa sổ nè, rồi thạch anh để làm phần viền tùm lum tùm la đó. Nói chung thì mình sẽ vừa xây và vừa chuẩn bị thêm những cái nguyên vật liệu khác đó. Giờ thì trước mắt mình xây cái khung cho cái biệt thự trước đi. Biệt thự thì phải rộng rộng xíu đúng không? Rộng thì tầm này đi nhờ. Được chứ ta? Tầm này đi, có gì nó xây lố qua bên kia mình dọn tiếp được. Chứ xây vô này mất dọn cái gò đất này thì mất thời gian nữa. Mình sẽ xây trước cái cổng vào đây. Biệt thự là cổng bự bự xíu, 3 x 3 luôn. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cách ra tầm 4 ô. Xây ngang 4. Rồi tới cái cửa sổ nè. Giờ thì tới cái cửa sổ đúng không? Cửa sổ là 4 ô luôn. Một cái vách tường. Và tiếp tục một cái cửa sổ 4 ô ha. Rồi, như vậy thì mình đã được một bên rồi đó. Chiều ngang nó sẽ rộng cỡ mười mấy ô á. Bên này cũng vậy luôn, làm tương tự cho giống ở bên kia ha. Và cái cột á thì chắc mình sẽ sửa một xíu ha, không dùng bí ngô đâu. Mình sẽ làm cho nó nổi lên bằng cách mình sẽ sử dụng những cái khối thạch anh tím nè. Cái này thì cũng lần đầu mình sử dụng làm vật liệu xây dựng ha, để coi coi nó có thực sự là đẹp hay không. Mình thấy nó nhìn khá là lạ luôn á. 3 rồi nè, 4, 5. Ok, mình sẽ kéo cái trụ cho nó cao cao lên xíu ha. Cỡ 6 ô á, một cái 6, một cái 5. Rồi, xong phiên nhìn lại cái nào. Kiểu cái màu tím này nó bị hợp với cái màu bí ngô á. Được thiệt sự nha. Rồi ok, vậy giờ chốt cái khối thạch anh tím làm những cái cột trang trí ha. Cái tiếp đến cửa sổ thì nếu mà mình ốp kính vào thì nó sẽ bị hở á, nên thành thử ra mình phải sử dụng những cái khối này nè, để có gì mình gắn cái tấm kính vào nó sẽ kết nối lại với nhau, nhìn nó sẽ đẹp hơn á. Nhưng mà mình cần phải sửa lại một tí. Cái này mình sẽ cho lên 3 ô luôn đi. Cửa sổ 3 ô thì nhìn nó sẽ to hơn á, tại vì biệt thự mà phải xây bự bự to to thì nó mới đẹp được. Rồi tương tự ở bên này. Ban đầu á thì mình định xây cho nó theo chiều ngang thôi, nhưng mà thấy nó nhỏ quá à, nên mình quyết định là sẽ mở rộng nó về bên trái một tí ha. Đó, xây thêm một cái ô cửa sổ nhỏ. Ui được không ta? Ui thêm cái bự nữa đi. Ui trời ơi, nhiều bí ngô để làm gì. Xây thêm một cái cửa sổ bự bự ở đây nữa ha. 5 ô luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tại vì mình ốp hai cái để làm cái khung rồi. Đó, ở giữa nó sẽ 5 ô ha. Nhìn lại cái coi, cân cân đối chưa. Cũng rất gì và này nọ đấy, không đùa đâu. Được được được. Bởi vì có nhiều vật liệu xây dựng nó cũng tự tin ha, xây không có sợ thiếu gì trơn á. Rồi xây qua đây lại, rồi sau đó ốp tiếp một cái cửa sổ nhỏ bên đây nữa là xong đây. Ui như vậy là mình phải mở rộng thêm cái phần đất ở này rồi, gì là thiếu rồi. Ý mình xây rộng vậy đó mà còn bị thiếu thế không? Này, qua đây thêm 2 ô nữa là đủ ha. 1, 2. Rồi, như vậy thì mình đã làm xong được một bên rồi đó. Bên kia thì mình làm tương tự giống cái này thôi à, nên cũng khá là dễ ha. Nhìn sơ qua là thấy cái biệt thự của mình nó hơi bị bự rồi. Cái này xây xong chắc đi mệt xỉu luôn quá. Mình sẽ bắt đầu làm những cái chi tiết trang trí ở tầng dưới trước đi. Làm tới đâu mình sẽ trang trí tới đó luôn. Mình sẽ làm những cái cầu thang nè, và những cái phiến luôn. Sau đó mình sẽ gắn vô những cái góc này. Đấy, những cái phiến ở đây. Hả? Nhìn cái cửa sổ nó đã bớt đơn điệu hơn rồi, được hơn hẳn rồi đó. Cái này cũng vậy nè. Tương tự cái cửa sổ bự này luôn ha. Ô là trời.
Sao nhìn lại sao cái biệt thự của mình nó dài vậy? Ổn không ta? Kiểu nó bị dài nhưng mà nó ốm á. Thôi kệ, lỡ rồi. Lỡ phóng lao thì theo lao luôn đi. Giờ thì mình đã làm được cái kiểu như là tầng trệt rồi ha. Giờ thì tới cái tầng thứ hai. Nhưng mà trước tiên thì mình đang bị thiếu vật liệu xây dựng nè. Mình đang thiếu những cái gỗ. Chắc mình phải bay qua cánh rừng gỗ sồi sẩm. Chưa, để mình định vị lại. Gỗ sồi sẩm đây 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 bên này. Mình sẽ đi chặt một ít gỗ sồi sẩm về ha. Để chúng ta làm phần mái nè. Cũng như là trang trí một số chỗ nữa. Rồi, phần mái hiên ở phía trước thì mình sẽ bắt đầu từ đây ha. Để giờ mình sẽ làm thêm mấy cái cầu thang đó nè. Làm thêm cầu thang làm cho chắc cú. Còn mái thì làm kiểu bình thường thôi. Đầu tiên là cầu thang nè. Sau đó tới phiến. Đây. Tại vì nếu mình làm cầu thang tiếp thì cái phần mái ở phía trước nó sẽ hơi bị nhọn á. Mình thì muốn cho nó hơi cong cong thôi chứ không muốn nó nhọn hoắt đâu. Rồi, cái này thì ốp vô tới bên trong luôn. Cái này là cái mẫu thử thôi ha. Rồi, một xíu mình sẽ ngắm lại coi coi nó có hợp hay không. Tại vì mình không biết là sự kết hợp giữa thạch anh nè với cái gỗ sồi sẩm nó có hợp hay không nè. Thường thường thì mình thấy biệt thự thì người ta ưa xây từ hai cái vật liệu này á. Đây. Đây nữa. Rồi. Giờ thì ốp nốt vô trong rồi mình sẽ ốp cái phần mái liền ha. Đây. Bàn chế tạo. Rồi sau đó chế ra thật là nhiều ván nè. Ván. Rồi cầu thang. Rồi tới phiến nữa. Rồi thử nào. Hy vọng là hợp, hy vọng là hợp nha. Ồ, hơi bị đẹp luôn. Ui, tưởng không đẹp mà lại đẹp không tưởng nha. Làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp. Làm nhiều nhiều lên. Nè. Nhìn sơ qua là thấy hợp rồi. Ui, được thiệt sự, được thiệt sự. Gỡ gạt là mới được. Tại vì mình đã xây bằng vật liệu bí ngô rồi á. Nên thành tựu ra cái màu tường nó đã không được xịn rồi. Nên mình sẽ gỡ gạt lại phần bằng những cái phần mái trang trí giống như vậy ha. Đây, xuống dưới coi liền, xuống dưới coi liền. Nó hơi bị đã luôn á nha. Cái này thì mình cũng có thể trang trí lại nữa nè. Đây, mình sẽ trang trí giống như vậy ha. Nhìn cũng đỡ đơn điệu hơn á. Rồi. Xong, vậy là chúng ta đã có được cái cổng vào biệt thự rồi đó. Hơi bị đã luôn á nha. Giờ thì chắc mình sẽ xây nốt cái phần tầng 2 của cái biệt thự này đi. Rồi chúng ta sẽ ngắm lại thêm một lần nữa ha. A few moments later. U là trời. Sao cái biệt thự mình nó cái động chất bí ngô luôn á. Rồi giờ thì còn cái phần mái thôi ha. Để mình làm nốt cái phần mái coi coi có chỗ nào bất ổn không ta. Sao nhìn cái bí giờ ghiết hoa mắt luôn rồi đó. Bó tay thiệt. Ồ. Ốp phần mái vô nhìn nó đỡ đỡ phẹn hơn rồi nha. Được. Cứ tưởng như vậy thì nó sẽ nhọn hoắt nhưng mà không. Tại vì mình xây cái nhà mình, ủa cái biệt thự mình nó khá là dài á. Nên thành thử ra xây cái mái nhọn nó cũng khá là cân đối đối với cái biệt thự ha. Được á nhờ. Rồi như vậy thì áp dụng với những hướng còn lại thôi. Tưởng đâu là chuyến này xây biệt thự thất bại rồi chứ. Nhưng mà cũng khá là ổn ha. Rồi luôn. Tới công chuyện luôn. Như vậy thì mình đã ốp xong cái khung cho cái phần mái ở phía trước rồi ha. Sơ bộ qua cái phần mái của mình nó cũng đã khá là cân đối rồi. Bây giờ công đoạn cuối cùng đó chính là lợp mái nhà ha. Và công đoạn này thường là sẽ rất là lâu đây. Hy vọng là số gỗ của mình có thể đủ để hoàn thành xong cái biệt thự ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng thôi. Như vậy thì mình đã xây xong cái phần khung rồi ha. Ở cái này chỉ là ở cái bên ngoài ngôi nhà thôi. Bên trong thì vẫn chưa có gì đâu. Mình chỉ mới xây sơ sơ ngoài mà mất mấy tiếng đồng hồ rồi. Xây hồi muốn lú luôn á. Nhưng mà ít ra thì cái khối bí ngô này khi xây lên nó cũng khá là nổi bật á chứ. Kiểu như nó ít bị đụng hàng á. Hổm ra mình xây toàn là gỗ không à. Mà bây giờ xây bằng bí ngô nhìn nó nổi
bật hơn hẳn trong cái khu vực mình ở liền ha. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm cái biệt thự này trong thời gian gần thôi, cũng như là trang trí cho nó đàng hoàng một xíu ha, chứ bây giờ thì nhìn nó giống như cái nhà hoang vậy đó. Trống trơ, trống trơ à, không có gì bên trong hết. Rồi, và công việc xây dựng thì tạm thời tới đó thôi ha. Bây giờ thì mình sẽ đi khám phá một xíu để xả stress đi. Chứ xây nhiều biết là lú thiệt á. Ngồi cầm cuội xây ngồi không biết trời đất gì luôn. Ở đây á thì cái bé dân làng này đang đổi cho mình một cái bản đồ khám phá rừng sâu với giá là một cái la bàn và 13 viên ngọc lục bảo. Ở đây thì mình sẵn tiện mình có than nè. Mình đổi một xíu than đi ha. Kiếm thêm ngọc lục bảo coi. Đổi đi. Đổi thiệt là nhiều luôn. Ui hết than luôn. Mau hết vậy. Có bác nào đổi sắt lại chưa? Mấy bác này lâu reset lại quá à. Bây giờ mình vẫn chưa đổi sắt được nữa nè. Lâu ghê luôn á. Giờ thì mình còn vàng. Để coi coi bác này có đổi vàng lại chưa. Vẫn chưa luôn. Mấy bác này riết mình hết tận dụng để đổi ngọc lục bảo được rồi. Thôi mình về nhà mình lấy cái la bàn với một ít ngọc lục bảo qua để đổi liền ha. Định kiếm thêm chút á mà. La bàn thì mình sẽ cần phải có 4 4 redstone một sắt. Rồi. Đó thôi. Ủa? Ủa, một sắt và 4 redstone. Một redstone và 4 sắt chứ nhầm 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 nhầm. Lộn lộn lộn. Đó tới chưa, tới chưa. Mình nói rồi, xây nhiều quyết là bị lú đó. Mới xây có một hai tiếng thôi à. Mình đã dị rồi đó. Sợ thiệt. Rồi, vô trong đổi nè. Bản đồ khám phá gần sau. Lậm liền chuyến này là đi tìm một cái cánh rừng nha. Hy vọng trong cánh rừng đó sẽ cho mình những cái cánh rừng tre để mình có thể tìm được gấu panda luôn á. Một công đôi chuyện. Mà để an toàn hơn thì mình thử mình đem theo cọng dây coi. Ví dụ mình chở gấu panda về bằng xuồng không được thì mình sẽ chở bằng, ủa sẽ lôi về ha. Một cọng dây nè. Trong đây còn gỗ không? Còn gỗ luôn, mình sẽ đem theo gỗ, có gì mình làm cái xuồng. Rồi, và cái bản đồ này thì mình cần phải đi về hướng đông đông nam một xíu. Đa số là về hướng đông á. Để mình xác định phương hướng cái đã. Ủa đâu rồi, cái chỗ xác định phương hướng đâu mất tiêu rồi trời. Cái chưa chưa từ từ để mình tìm coi nó nằm ở đâu qua. À đây đây đây, thấy rồi ta. Đông, hướng đông là hướng trước mặt mình luôn nè. Ok. Sao tự nhiên bây giờ cảm giác giống như là mình thành ông cụ non rồi đó. Trời đất ơi. Rồi đó, ok, như vậy thì mình đã xác định đúng hướng ha. Hướng đông nam mình như là nó hơi lệch về đây một tí nè. Mình sẽ bay thẳng đến khi nào mà cái bản đồ khám phá rừng sâu này nó lót ra thì thôi ha. Đó đó, thấy chưa? Cái bản đồ nó chạy quá trời kìa. Mình đi về hướng nam là nó di chuyển rất là nhiều, thấy không? Đó, mình đi về đúng hướng nam thôi. Rồi, giờ thì đâm thẳng về hướng đông ha. Là tới được cái ngôi đền luôn á. Cái này không phải tới cánh rừng đâu mà tới ngôi đền á. Bản đồ khám phá rừng sâu nè. Tại vì trong rừng thì sẽ có một cái ngôi đền bỏ hoang ha. Nhiều khi vô ngôi đền đó thì mình lại gặp cái gì ta? Táo vàng cường hóa đó. Đúng 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 đúng. Ở nhà mình mới có một trái thôi. Nè, vô cánh khám phá rừng kiếm thêm mấy trái táo vàng coi. Nè nè nè, ở đây có một cái luôn rồi nè. Ui, cái bản đồ này chưa tới nữa mà mình đã tìm được một cái ngôi đền rồi. Nó sẽ có những cái ngôi đền giống như vậy nè. Và cẩn thận nha, nó có bẫy á. Né bẫy liền. Ui, giỡn yêu rồi. Ui da, trời ơi, nó bắn vô mông mình. Giờ thì giải đơn xíu ha. Nó mở ra rồi thì mình sẽ. Ui, còn một cục nữa. Được chưa? Để mở ra rồi nè. Nó không có. Cái gì xịn nó. Su cà nai vậy. Được có mấy cái thanh tre à. Tre thì ở nhà mình đã có rồi á. Ui, được được được. Cái này nó có cái bích tông dính á. Mình coi coi cái bích tông dính là cái nào. Hai cái bích tông dính nè. Ba cái luôn. Sẽ lượm ba cái bích tông dính về ha. Có
có gì mình làm đồ đá đỏ các thứ thì nó lại cần bích tông dính á. Bỏ túi luôn. Thôi kệ, không có đủ xịn thì mình lượm bích tông cũng được. Rồi, giờ thì đi tiếp để khám phá cái bản đồ rừng sâu này thôi. À, và trên đường đi thì mình còn gặp một cái nhà của bà phù thủy nữa nè. Ấy chà chà. Ui, con mèo của bà phù thủy. Chưa, để mình tiêu diệt bà phù thủy trước đã. Bắt cóc con mèo của bà luôn. Rồi, bà ngủ cũng tỏi rồi. Mèo. Đừng chạy cưng ơi. Mèo đen này đã lắm. Mèo đen thui thùi lùi luôn á. Mèo đen rồi, ta gọi là mèo muôn đúng không ta? Em chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Đi qua ai chạy nhanh? Chạy nè. Dễ gì mà chạy được, bé cưng. Thôi. Ngoan anh thương. Tạm thời thì mình sẽ giữ em mèo này ở đây ha. Một xíu ví dụ mà mình dẫn gấu panda mà về có ngang khúc này thì mình sẽ dẫn em mèo về chung luôn. Mèo đen của bầu phù thủy hơi bị đẹp luôn á. Ê, vừa cầu là được luôn nè. Cầu được ước thấy. Mình gặp được một cái cánh rừng tre rồi. Gấu panda luôn. Thời mình tới rồi. Trời ơi, ở dưới còn có mấy con gà nữa kìa. Ở đây có một em gấu panda rồi. Bây giờ thì mình cần phải làm một cái xuồng để cho gấu panda ngồi lên mới được. Mình sẽ giữ em gấu panda này ngồi yên đi, đừng có đi lung ta lung tung. Đây, xuồng đây. Ngồi lên đi cưng. Ngồi lên đi. Thôi, đẩy gấu panda vô cái xuồng. Thành công rồi. Mình đã đưa gấu panda lên xuồng thành công. Và bây giờ công việc tiếp theo là phải đưa gấu panda từ đây về nhà mình bằng cái xuồng này á. Nhưng mà khoan đi một xíu hả, quay lại đưa gấu panda về sau. Tại vì mình cần phải đi tiếp để tìm cái bản đồ nè. Ủa, khám phá cái bản đồ nè. Mình chưa tìm được cái cánh rừng cánh rừng sâu trên cái bản đồ nữa. Mà gặp quá trời thứ mới rồi. Ủa, và trong cánh rừng cũng có vẹt. Đúng. Để mình đi tìm vẹt. Ủa? Khoan, mình thấy cái gì đen đen, trắng trắng. Really nigga? Ủa? À, là gấu panda khác nữa, một em gấu khác. Vậy thì được quá. Vậy là mình được một cặp luôn rồi. Được một cặp gấu về, có gì mình nhân giống được luôn rồi đó. Để mình mở đường ra. Kìa, ăn tre kìa trời. Mình chặt tre cái ăn. Nhặt ăn liền luôn. Được đấy. Thôi về nhà anh đi. Anh cho ăn ha, ngày ba cử. Đây. Rồi. Thành công, đưa em thứ hai lên xuồng rồi. Ồ, để mình dời qua bên kia. Để hai em gấu này kế bên đi ha. Sau này về chung. Rồi, trước mắt là để hai em gấu này cạnh nhau đi. Mình cần phải đi tìm thêm vẹt nữa. Lỡ tìm được cánh rừng rồi, thôi đi tìm vẹt luôn đi ha. Coi gần đây có em vẹt nào không. Trời gần tối rồi. Có vẻ là khúc này không thấy em vẹt nào hết. Chắc vùng này là đa số xuất hiện gấu panda thôi ha. Thôi không sao. Mà công nhận cái rừng tre nó bự thiệt luôn á. Từ ở đằng đẳng mà dài tít bên đây vẫn còn cánh rừng tre nè. Quá xá, cánh rừng này nó to rồi. Nhưng mà sao cái chỗ trên bản đồ này mình tìm mãi chưa thấy ta. Ui, có tàn tích cổng địa ngục luôn. Ui, nguy hiểm nha, con Reaper. Né ra chỗ khác nào. Lao nháo hả. Rồi kiếm cái rương. Cuốc mềm mại. Giống cây cuốc của mình nè, táo vàng thường thôi. Một chút cà rốt vàng. Hết rồi. Còn gì khác không? Cái này nó còn không có khói vàng nữa cơ. Hơi sukana nha. Lượm mấy khói hạt diệm tạch khóc đi. Xong, đi tiếp. Tính ra tìm cái bản đồ này hơi bị lâu luôn á. Ui, mình bay hết cánh rừng rồi mà vẫn chưa lót ra được nữa nè.
Ồ, và mình tới vùng Savannah luôn. Uầy. Rồi như chừng nào mới tới cái cánh rừng này đây? Ê, cái chấm trên bản đồ nó đã bắt đầu to lên rồi. Có vẻ là gần tới rồi đó. Cái chấm nó to tức là mình gần tới rồi. Ba lẹ nào, ba lẹ đâu. Rồi 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 rồi, nó lót ra rồi, nó lót ra rồi. Để xem coi. Ấy chà chà, bản đồ khám phá rừng sâu hả? Ấy. My God. Ủa, rừng sâu là cái biệt thự chứ không phải là cái ngôi đền nữa. Nani. Gội luôn rồi. Trời đất ơi. Thì ra mình đoán sai rồi. Tự nhiên mình đâm đầu vô cái biệt thự này. Cái biệt thự này nguy hiểm lắm. Nghe đồn là biết bao nhiêu người vô đây là không có trở về được rồi.